Tuyên bố trên kênh Telegram của mình, người đứng đầu Chechnya, Ramzan Kadyrov nói, ông sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lãnh đạo Chechnya tuyên bố sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Tổng thống Putin. Mở chiến dịch quân sự đặc biệt giúp ngăn cản sự xâm lược của NATO chống lại Donbass. Nga đã tìm ra cách lấy chip của phương Tây. SG-100 lao vút lên bầu trời, thư ký Tổng thống Putin tuyên bố thành công lớn. Nga chính thức khôi phục vị thế hàng đầu. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Ông Karirov đã bình luận, ông sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì Tổng thống Nga Putin. Khi một số phương tiện truyền thông gần đây ám chỉ, ông có thể là người tiếp theo sau cái chết của ông Trung Wagner, Yeganey Prigozhin. Trong một bài đăng trên mạng xã hội VK của Nga, ông Kadyrov cho biết, hôm nay tôi thấy buồn cười với những suy nghĩ của những nhà khoa học chính trị non nớt đang phát cuồng vì nước nga họ tiên tri về cái chết của tôi trong tương lai gần tôi sẽ không mệt mỏi khi phải nhắc lại một lần nữa và sẽ nói lại với niềm tự hào tôi là lính bộ binh của tổng tư lệnh tối cao nga và tôi không thuộc về chính mình tôi thuộc về tôn giáo và lợi ích của tổ quốc tôi sẵn sàng tuân thủ mọi mệnh lệnh của vladimir vladimir putin ngay cả khi tôi phải hy sinh đúng vậy tôi có thể đột tử khi phát hiện ra có người nào đó trung thành hơn tôi trong việc kính trọng tổng thống của chúng ta người mà tôi nợ mạng sống của mình không phải một lần mà là hai lần vì thế những cuộc tấn công thông tin như vậy vốn được viện dẫn một cách thoải mái để gieo rắc sự bất hòa trong đất nước chúng ta tôi luôn xem thường nó họ sẽ phải thừa nhận rằng quân đội của tổng thống đầu tiên của Chechnya anh hùng nước nga Ahmad Khazi Kadyrov luôn là một đội quân trung thành không sợ hy sinh Ông Ramzan Kadyrov là lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga từ năm 2007 và là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin. Ông Kadyrov còn cử con trai thứ ba của mình đi chiến đấu vì người đứng đầu nhà nước Nga. Ông Sergey Naryshkin, giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga và chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Nga cho biết, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine là phản ứng quyết định trước các hành động hung hãn của NATO chống lại Nga. Phát biểu tại lễ khai mạc của triển lãm về đề tài Lịch sử cuộc xâm lược của NATO chống lại Nam Tư, Nareskin lưu ý rằng đó là một cuộc phô trương vũ lực trơ cháo và hung hãn vi phạm mọi quy tắc của luật pháp quốc tế gây ra nhiều thương vong cho dân thường một số lượng lớn phụ nữ và trẻ em bị giết những kẻ tổ chức tội ác này ở nước ngoài đã không học được bất kỳ bài học đạo đức nào từ những gì họ đã làm sau này thế giới đã hơn một lần kinh hoàng trước tội ác chiến tranh của binh lính nato và lính đánh thuê địa phương ở afghanistan iraq syria và libya và bây giờ là trên lãnh thổ của cộng hòa xã hội chủ nghĩa soviet ukraine cũ nareskin nói Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mong muốn của phương Tây dùng vũ lực để áp đặt ý chí của mình chắc chắn sẽ vấp phải sự kháng cự, phản kháng. Ông Naryshkin nói thêm, và chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ là phản ứng quyết định trước sự xâm lược của NATO chống lại đất nước chúng ta. Donbass và Crimea sẽ trở thành mắt xích trong chuỗi tội ác chiến tranh của NATO. Tôi muốn lưu ý rằng không ở các quốc gia nào trên thế giới, những nơi mà các lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương xâm chiếm, trật tự cơ bản cũng như mức sống trước chiến tranh của người dân địa phương không được khôi phục những mắt xích mới trong chuỗi tội ác chiến tranh kéo dài của NATO sẽ phải là Donbass và Crimea. Ông nói, tuy nhiên việc triển khai kịp thời chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine cũ đã giúp ngăn chặn kịch bản này và tránh được những hậu quả bi thảm nhất. Nhìn lại, hơn nửa thế kỷ lịch sử của Liên minh Bắc Đại Tây Dương có thể thấy một điều rằng, sự thèm muốn của kẻ xâm lược tin vào sự miễn tội của mình chỉ ngày càng tăng lên. Ông nói thêm, trong những trường hợp như vậy, lịch sử cho thấy, chỉ có sự kiên quyết kịp thời mới có thể giúp ích được. Nga đang nỗ lực vượt qua các lệnh cấm vận của phương Tây áp đặt trong việc tiếp cận nguồn cung chip xử lý tốc độ cao. Cổng thông tin Thụy Điển, Evertip cho biết, bất chấp các lệnh trừng phạt cứng rắn, chất bán dẫn và chip xử lý tốc độ cao từ phương Tây vẫn tiếp tục chảy vào Liên bang Nga, và vào năm ngoái, nước này thậm chí còn tăng lượng nhập khẩu lên tới 33%. Các vi mạch phương Tây được sử dụng trong điện thoại thông minh và máy tính sách tay tiếp tục xâm nhập vào Nga và hỗ trợ kho vũ khí quân sự của nước này. Dữ liệu thương mại cho thấy, Moscow đang mua ngày càng nhiều chất bán dẫn và những công nghệ tiên tiến khác thông qua trung gian. Ấn phẩm nhấn mạnh. Bài báo trích dẫn dữ liệu từ CNBC cho biết, Nga đã nhập khẩu công nghệ chất bán dẫn trị giá 2,5 tỷ USD vào năm 2022 so với khối lượng chỉ 1,8 tỷ USD vào năm 2021. KSI, một tổ chức tư vấn của trường kinh tế Kiev gần đây, đã phân tích 58 thiết bị quân sự của Nga từ chiến trường Ukraine và tìm thấy hơn 1.000 linh kiện nước ngoài, chủ yếu là chất bán dẫn và chip xử lý có nguồn gốc phương Tây. Bài báo nêu rõ, hầu hết các thành phần này được cho là bị kiểm soát và cấm xuất khẩu. Nhưng theo các nhà phân tích, các linh kiện nói trên sẽ đến Nga thông qua trung gian thương mại, bao gồm Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và nhiều quốc gia khác. Nga vẫn có thể nhập khẩu tất cả các linh kiện quan trọng cần thiết từ phương Tây cho nhu cầu chế tạo vũ khí của mình. Bà Elina Rybakova thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, đồng thời là một trong những tác giả báo cáo của Viện KSI cho biết. Theo báo cáo, hơn 2 phần 3 linh kiện nước ngoài được tìm thấy trong thiết bị quân sự của Nga đến từ Mỹ, Nhật Bản và Đức. Trong khi đó, các nhà cung cấp từ Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông, chiếm hơn 87% tổng lượng nhập khẩu chất bán dẫn và chip xử lý của Nga trong quý 4 năm 2022. Hãng thông tấn Ria Novosti đưa tin phi hành đoàn trên chiếc máy bay SJ-100 thay thế nhập khẩu đã thực hiện chuyến bay đầu tiên với các hệ thống của Nga, đánh dấu cột mốc quan trọng cho thấy Nga có thể tự phát triển và sản xuất máy bay dân sự hiện đại mà không cần công nghệ nhập khẩu đơn vị phát triển đã cải tiến thiết bị điện tử trên khoang cũng như hình dáng bên ngoài của chiếc máy bay, đồng thời tạo ra động cơ PD-8 nhằm thay thế cho động cơ do Pháp sản xuất. SG-100 dự kiến sẽ được cấp chứng nhận trong năm nay. Hãng thông tấn Sputnik cho biết các phi công trên chiếc SG-100 bay thử nghiệm đã được gian nhạc, nghênh đón và tung hồ. Chào buổi sáng, hơi đất nước của chúng ta, hãy gặp gỡ những người anh hùng, đó là tất cả những người đã làm việc hết mình trong vài tháng qua cho chuyến bay đầu tiên của SG-100. Những công nhân làm việc 3K, những nhà thiết kế di chuyển liên tục giữa Moscow và Kosomos on Amur. Và tất nhiên, tất cả nhân viên của tổ hợp thử nghiệm chuyến bay đã biến câu chuyện cổ tích này trở thành hiện thực. Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất UAC của Nga tuyên dương những con người đã làm nên thành công của sz 100 Bộ Công thương Nga cho biết sz 100 có thời gian bay là 54 phút ở độ cao 3.000m, tốc độ lên tới 343 km h Tổ lái được thực hiện kiểm tra ổn định và khả năng điều khiển của máy bay trên không, kiểm tra hệ thống kiểm soát áp suất tự động trong buồng lái, đồng thời thực hiện hạ cánh trên mây và hạ cánh sau đó bay vòng hai. Bình luận về sự kiện có ý nghĩa lớn này, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin nói: "Đây thực sự là một thành công lớn bởi quá trình phát triển các công nghệ mới, sản xuất các bộ phận và linh kiện mới cho mẫu máy bay này đều diễn ra trong thời gian rất ngắn." Ông Peskov đồng thời cho biết, mặc dù Tổng thống Putin chưa có kế hoạch đến thăm nhà máy sản xuất, nhưng vẫn luôn theo dõi sát sao hạng mục này. Tất nhiên, Tổng thống nắm được chi tiết lộ trình thay thế nhập khẩu trong ngành hàng không và cả những ngành công nghiệp khác. Hiện tại, Tổng thống vẫn chưa có kế hoạch thăm nhà máy Jalolev ở Kosomol on Amur. Và việc sản xuất ra những chiếc máy bay như vậy rất quan trọng, xét tới vị trí địa lý của chúng ta. Vì vậy, Tổng thống chắc chắn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Ông Peskov nói, Phát ngôn viên Điện Kremlin lưu ý thêm rằng, tất cả các mẫu SG-100 sản xuất trong thời gian tới sẽ sớm được trang bị hoàn toàn động cơ nội địa của Nga. Thiếu tướng phi công quân sự danh dự Vladimir Popov thì gọi đây là chiến thắng của Nga trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Đây là chiến thắng, chiến thắng của ngành công nghiệp, của các phòng thiết kế, của công nghệ chúng ta, ông Popov nhấn mạnh. Chuyên gia hàng không Nga Roman Gusarov đánh giá, chuyến bay của SG-100 đồng nghĩa với việc Nga đã trở lại danh sách cường quốc hàng không hàng đầu thế giới. Để tạo ra SJ-100, những công nghệ cao rất phức tạp đã được sử dụng, đó là điều đáng tự hào, ông Gusarov nói. Trước khi sản xuất hàng loạt SJ-100, Nga cần chuẩn bị các đường băng trong khu vực, bởi không phải tất cả các đường băng hiện tại đều sẵn sàng tiếp nhận loại máy bay này. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin Tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!